trong thế giới tàu ngầm quân sự sẽ hiếm có quốc gia nào như Liên Xô sử dụng kim loại quý hiếm, khó gia công như titanium để chế tạo các cỗ máy khổng lồ như tàu ngầm hạt nhân. Từ bàn tay, khối óc của những chuyên gia, công nhân Liên Xô, những chiếc tàu ngầm hạt nhân tấn công thuộc đồ án Syria 2 được làm hoàn toàn từ kim loại quý như vàng đã ra đời trong thập kỷ 1970. Tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Syria 2 có thiết kế thủy động lực học rất giống với tàu ngầm lớp Victor 3. Đặc biệt là vị trí phao định vị thủy âm ở đuôi tàu. Thân tàu được chế tạo bằng titan thay cho thép giúp tàu nhẹ hơn, có thể hoạt động tới độ sâu hơn 600m và rất ít loại vũ khí săn ngầm có thể đặt chạm tới độ sâu của lớp tàu ngầm này. Syria 2 từng được mệnh danh là tàu ngầm báu vật quốc gia của Liên Xô. Tàu có chiều dài 110m, rộng 14,2m, lượng giãn nước khi lặn 9.100 tấn. Syria 2 được trang bị lò phản ứng hạt nhân công suất 190 MW, tốc độ tối đa khi lặn là 32 hải lý một giờ. Tàu được trang bị 4 ống phóng ngư lôi 650mm, 4 ống phóng ngư lôi 533mm. Hai loại ống phóng này được sử dụng để phóng tên lửa hành trình tấn công mặt đất RK-55, tên lửa chống ngầm RPK-2, tầm bắn 45 km cùng các loại ngư lôi. Với lợi thế về tốc độ, độ sâu lặn và khả năng tàng hình do được làm bằng titanium, chúng giống như những sát thủ im lặng có thể tung đòn tấn công chết chóc, triệt hạ tàu ngầm hạt nhân chiến lược hay các hạm đội tàu sân bay của đối phương bất kỳ lúc nào. Do titanium rất khó gia công và cần môi trường đặc biệt nên quá trình chế tạo các tàu ngầm lớp Syria 2 rất tốn kém. Phần lớn được gia công và hàn thân tàu được thực hiện trong các buồng trọng lực và các máy chế tạo thủy lực. Liên Xô dự tính đóng 4 tàu ngầm lớp này, nhưng do chi phí quá cao nên chỉ có 2 chiếc tàu ngầm được hạ thủy và được biên chế cho Hải quân Liên Xô và sau này là Liên bang Nga.